Em chào anh chị. Sau đây em xin giới thiệu thông mặt bằng xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn. Mặt bằng có diện tích 6 x 25 m, nằm trên trục đường chính của xã Tam Đa. Đây là khu vực trung tâm, mật độ dân cư rất là đông và thu nhập của người dân tương đối cao. Xung quanh bán kính 500 m có rất nhiều cửa hàng tạp hóa, cửa hàng thời trang. Mặt bằng nằm cách trường cấp 1, cấp 2, trường mầm non 300 m. Vỉa hè rộng 1,5 m. Sau đây em xin mời anh chị tham quan mặt bằng ạ. Hiện trạng mặt bằng chủ nhà đã làm tôn 3 lớp, đã có nhà vệ sinh. Chủ nhà sẽ xây dựng bổ sung tường bao xung quanh, lát sàn gạch theo yêu cầu của Vinmec Cộng. Em cảm ơn ạ.